Không chứ không thể nào mà để đúng một thời nếu mà có viên gạch thì nó cháy. Rồi giờ chưa chạy ra nữa đi, nhanh lên. Rồi chạy. Rồi rồi chờ anh Công Minh, chờ anh Công Minh, chờ anh Công Minh, từ đây Minh chạy vô trong nhà nữa, chờ tới đây chạy nhanh lên, chờ chờ đấy nha, giờ chưa chuẩn bị nha, đừng lại đừng lại đừng lại đừng lại, rồi rồi chạy đi, rồi chạy rồi, đó có chân tệ đây là ba siêu quậy đi vô trong đầy nồi nè, đó rồi đi vô đây nè, vô cổng đi. Rồi Quang Minh là người đi vô thăm nhà vua trước. Đây anh Quang Minh và Hoàng Thiện. Đây trong đây là chị đẹp thế hè. Ôi uống nữa không, uống nữa không?